Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 12 tháng 6 đã mở cuộc họp của ủy ban xúc tiến dự án phát triển nguồn điện phê chuẩn kế hoạch dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử Sinanui số 3 và số 4. Dự án Sinanui số 3 và số 4 đã bị xóa bỏ dưới thời chính phủ cựu tổng thống Moon Jae-in hồi năm 2017, nhưng lại được khôi phục dưới thời chính phủ đương nhiệm của tổng thống Yoon Suk-yeol. Hai nhà máy trên sẽ sớm được xây dựng tại huyện Uijeongin, tỉnh Bắc Gyeongsang. Nhà máy Sinon Ui số 1 đã bắt đầu đi vào sản xuất điện năng từ cuối năm 2022. Nhà máy số 3 và số 4 sẽ được xây dựng ngay bên cạnh nhà máy số 1. Dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử phải được thông qua phê duyệt 3 giai đoạn, gồm kế hoạch cơ bản về cung cầu điện năng, kế hoạch thực hiện dự án, cấp phép xây dựng. Nhà máy Sinon Ui số 3 và số 4 chỉ cần được Ủy ban An toàn Năng lượng Nguyên tử cấp phép xây dựng là có thể được khởi công. Dự kiến nhà máy số 3 sẽ được hoàn công vào năm 2032, còn nhà máy số 4 thì vào năm 2033. Chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến gia hạn hoạt động cho 10 nhà máy nguyên tử sẽ hết tuổi thọ thiết kế vào năm 2030, trong đó có nhà máy Kori số 2. Khi đó, ngoài 25 nhà máy hiện đang hoạt động, cộng thêm 3 nhà máy đang xây dựng và 2 nhà máy đã được phê duyệt lần này, Hàn Quốc sẽ có tổng cộng 30 nhà máy điện hạt nhân. Hiện tại, lượng phát điện nguyên tử của Hàn Quốc đang đạt 24.000 MW, dự kiến sẽ tăng lên trên 31.000 MW vào giữa những năm 2030. Chính phủ Hàn Quốc đang đặt mục tiêu nâng tỷ trọng điện nguyên tử trên tổng điện năng sản xuất trong nước lên 34,6% cho tới năm 2036.